Oh my god. Cái gì? Bỏ mắt đi. Bạn nghĩ bạn đoán đúng được bao nhiêu từ? Rồi. Elevator. Tủ là gì nhỉ? Tủ. Cái tủ đấy. Locker. Cô ok. Đúng không? Ok. 2-4 bắt đầu. Rồi đấy. Rồi. Rồi. Printer. Rồi. Sao cả bức tranh để mà đồng làm nghiệp vậy? Co-workers. Rồi. Bill. 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 Được. Ôi trời ơi. Cái gì nhỉ? Nách, nách, nách. Nách, nách là... Nách, nách là đi ra đấy. Stickler. Đúng rồi. Quá gì? Chuẩn bị này. Rồi, ok. Ok. Nó không nổ. Tem. Tem. Tem á. Tem. Tem rồi, rồi, được rồi. Tour company. Travel company. Travel company. Travel agency. 3, 2, 1. Tourist. Rồi, chuẩn. Baggage. Rồi, ok. Shit. Ok. Đó là seat. Đúng rồi. Ai xin một travel. Destination. Rồi rồi rồi, đúng 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 đúng. Airport. Oh. Airport. Ticket. Ticket. Cái gì ticket? Ticket cũng được. Quá tệ cho mình rồi á. Passenger. Passenger. Ms Hoa TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.